Trong video trước chúng ta đã viết như thế này, tính như này và ra chuyển truyền cái thằng giá trị chung này vào cái hàm. Nhưng mà đã không muốn đã chuyển vào hàm nữa, phức tạp để vẽ thằng này nó muốn viết nguyên cái hàm này chúng ta là hoàn toàn mang chất gọi là nội bộ rồi, không ạ? Ta sẽ không muốn có thằng này thì ra khỏi nhiều cái quyền mọi thứ song song thì viết riêng trong cái hàm main thôi để tập trung. Thế là làm như thế nào? Thế là cách mới new file chapter rồi. Hai số 2 vẫn copy code thành nhé, vẫn thử đổi một chút thôi. Đổi cái gì? Ở đây chúng ta sẽ hàm trap này, mình sẽ viết hàm trap mới ở local trap này. Local trap này sẽ không có hàm nữa, chỉ có được vào n ra thôi, rất ngắn gọn mà. Nên chúng ta sẽ viết hàm này đặc thù gì? Này nó sẽ như thế, ngoài trừ bỏ cái thằng hay đi bỏ cái thằng pragma cũng đi. À, quên thằng này trả về chị double. Sẽ có đây, nó sẽ trả về đây. Return my result. Vấn đề là ghép kết quả này cùng thế nào? Thì ta sẽ đây, chú ý là đây, không? Bỏ trao đi. Và ta sẽ tạo một block code đây. Trong block code này, ta sẽ khai báo double. Cho trong cái đoạn code đây đã xong xong nhé, đã xong rồi. Ta không xong ở đây mà xong ở trong quận quốc này, hàm này hoàn toàn là tương tự, không xong xong gì cả hết đi ạ. Sẽ là double lập nhé, cái này hoàn toàn là private luôn. Đây là private value, là biến riêng biệt đấy, nó không có chung chia sẻ gì cả. Và ta sẽ có my result cộng bằng local chef a b n. Xong rồi. Bây giờ đến phần ta phải cập nhật các biến chia sẻ. Nào, ta có prop mà. Pragma OMP à đây, critical và đây là có global result cộng bằng my. Như vậy thì chúng ta kết quả không đổi nhưng mà ta tập trung được cái thần song song nó ở trong này, nó đỡ tách biệt, ta còn kiểm soát được là code nào sẽ chia sẻ song song. Nó khác hẳn với việc chúng ta cứ viết code riêng ở trong hàm riêng này, rất là khó. Hãy thử C. Tạm thằng mới nhỉ. Copy. Tên này, rename. Năm chấm ba nhỉ, bốn. À, vâng. Dạ, vâng, được.
Vâng. Đâu rồi, đây copy code tại sao thôi. Copy sẽ đây. Thế tóm lại là dùng Colab là tiện vì chia sẻ với cả việc mà ta thay đổi dùng sức mạnh của Google đỡ phải chạy bên mình. Nếu khi máy mình kết hợp chưa tốt đấy, hơi mệt. Với có chuyện đâu thì cứ chạy Google rồi. Chạp C. Kết nối. Xong ta sẽ up lỗi. À, cái lỗi này mình chưa sửa. Đây là D. Máy mình không yếu lắm nhưng mà máy cũng chip i7 nhưng mình không muốn chạy máy mình nó phức có Google thì chạy Google thôi. Kết quả vẫn thế. Chúng ta sẽ vẫn có được cái yêu cần vì ta sẽ ngắt đi bỏ có được hơi tư tưởng rồi bỏ đi được cái nội dung mà ra không cần thiết ta sẽ tập trung vào xử lý song song ở chỉ cái trên phần mềm thôi thì nó sẽ đỡ nhầm lẫn khi chúng ta chạy kiểu như vẫn chúng ta chạy cốt này thì anh đọc nó à đến đây khu vực này nó chạy song song và trong phương song đó thì cái phần chia sẻ ta xử lý ngay đây thì nó dễ hiểu hơn tôi đỡ phải chạy vào cái hàm này để tìm xem ở dưới ở dưới này nó có không xong sử dụng xong này đó là giúp người lập trình đỡ khổ hơn đó đời xanh hơn đó một việc việc tiếp theo nữa đó là à thôi có lẽ là sẽ để cái này sang video sau tới về cái reduction